Lô, chào mọi người. Mình là Tư Học B. Dạ, hôm nay mình sẽ chơi game Dead Silence. Let's play game này. We have to go. Lên xe nào. Đó, chúng ta đang ở West. It never too late. Đây là quest của thằng Cinnamon. Ok, ta sẽ làm quest này. Well, yeah. That's fucking awesome. Oh, whoa, 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 whoa. Tai nạn giao thông. Đậu phộng. Phải. Ui, 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 ui. Chết. Lên nào. Gồm mà đặt Paka. Ok. Thì đường tới cái quét đường tới cái nhiệm vụ còn 346 m nữa. You fucking bitch. Đây là cái gọi là cái gì nhỉ? Lighthouse à? Đúng không? Liger Tower. Nơi này là của thằng Cinnamon làm chủ. Mình thì chơi tới Chapter A rồi. No Good Deed. Ở Mobile City. Nhưng mà làm gì nhiệm vụ thì nó liên quan tới cái chỗ này. Bởi thế nó phải quay về đây để làm ở chỗ này tiếp. Thấy sơ lược là vụ này là phải như vậy. Ok, sẵn cho các team ngắm ngắm cảnh luôn. Hiểu vật lý thì Deep Silver làm rất là tuyệt vời. Biển hay các thứ khỏi chơi. Ok, đi vô. Ê, uống ít nước. Ok, anh này đúng không? What you brought is it? Yes. All right. Unfortunately, we haven't heard from you. Yeah. À, từ từ, sửa đồ các thứ. Machete. Cái gì? Toxic mod. Đặt nhiều thế. Thật
Thực ra thì mình cũng có một cây toxic machete, nhưng mà do chơi ngu quăng sao mất luôn cây, mất luôn cây đó. Thế là giờ phải xài lại đồ đồ cũ. Tiếng to quá. Đấy. Thì giờ phải xài lại đồ. Đồ giờ. Thì đó cũng không dở lên nữa. Come on. Hình rưỡi ghê vậy. Alcohol. Cái gì đây? Dao. Ấy. Ok, đi tiếp. Mà làm gì cho nó nhỉ? Get to the hotel roof. Lên nóc nhà, lên nóc nhà. Thôi kệ chúng nó. Đừng nghe tiếng thớt. Đi luôn. Hey, ở đây đúng không? Yeah, cắt xem. Respond. This is the hotel. Đây là khách sạn. Maybe we should try again in an hour. An hour. Thứ hai. 104.8, are you there? Can you hear us? El. This is 104.8. Bye. Yeah. All right. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is, if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter and we'll be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut it. Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. That's where the prison is. Who the fuck are you? A convict? Speak. My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. Banoi Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you, she's badly hurt, bitten by one of the infected. She was trying to help him, heal him. I only know all this because of her. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course you're gonna be suspicious. How do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Oh, don't you want contact them. What the? Home sweet home. Để chạy về đánh nha. À, test thử cái súng. Súng này mình tạo gắn cho nó thêm vào cái súng bắn điện.
Ôi. Đấy. Những cái hiệu ứng trong game này thì phải nói là hết sức tuyệt vời. Nó được Deep Silver trau chuốt rất là đẹp. Cắt cho biết mày quay thử cái đấm mày. Thôi mày đấm nhau. Đây. Đây thì có súng các kiểu luôn nhưng mà hết hạn hết rồi. Quá nhỏ. Ok, chạy nhiệm vụ cho nó. If you're heading for the job, you want to get in, maybe I could put some. Let me get to work putting. There you go. Ok. Và đó là clip gameplay về The Silent của mình. Nếu như mà bạn nào muốn mình chơi tiếp game này, I heard we're heading into the, my mother said, thì có thể comment trên YouTube. I can lead the way. Và nhớ nhấn like và subscribe cho mình. Và nhìn lại thang cảnh. See. Ok.